cơ sở kinh doanh online Quỳnh Phạm Tuyên Quang xin gửi lời chào tới toàn thể các bác thợ đam mê săn bắt chim đêm trên toàn cả nước ạ. Và hôm nay đến với mọi người thì qua một thời gian bán hàng do nhu cầu của quý khách hàng yêu cầu thôi. Và quý khách hàng yêu cầu là em sẽ bớt chút thời gian này, em bớt test cho bọn anh cái sản phẩm loa HP 5000 đi để anh xem về chất lượng nó như thế nào để anh còn đặt hàng. Thì hôm nay thì em tranh thủ lên đây để chia sẻ cho các bác luôn và test luôn cái sản phẩm này cho tất cả quý khách hàng xem. Và các bác yên tâm nhá, đến với em thì các bác hàng 100% chúng ta được đồng kiểm, các không phải lo lắng gì đâu khi mua hàng ở bên shop nhà em các bác nhá. Và thì bây giờ sẽ bớt không làm phiền các bác tốn nhiều thời gian xem video nữa. Thì các bác hãy chú ý lên màn hình này thì em sẽ đi vào test luôn cái sản phẩm này cho tất cả quý khách hàng xem các bác nhé. Đây là một cái dòng sản phẩm loa HP 5000 và em sẽ test luôn cho tất cả quý khách hàng xem. Đấy, test qua tiếng dễ run cho các bác dễ lựa chọn các bác nhé. Đó, chúng ta qua loa thì rất là đơn giản thôi. Đó, rất là đơn giản, các bác hãy hướng lên màn hình. Đó, đây là một cái sản phẩm rất chi là ok đấy anh em. Đó, các bác đợi em trong giây lát nhé. Nói chung là em trong cái vấn đề mà đấu liếc này không giống như đàn ông các anh, em hơi lóng ngóng quá không cả. Một cái tiếng dễ run đầu mùa cho tất cả quý khách hàng thẩm thì các bác thấy thế nào ạ? Nói chung là cái dòng loa này để mà đánh những cái dòng loa chim nhỏ, đánh chim dễ run, đánh chim mắt đỏ mắt xéo, những dòng chim đêm chim nhỏ này đánh rất hiệu quả, kinh tế rất là cao và giá thành thì cực kỳ là rẻ rồi. Giá thì em cũng báo giá ở tại các video khác rồi nhưng mà chắc là nhiều bác cũng online cũng chưa nhìn thấy video của em thì em cũng xin báo giá lại luôn. Một đôi HP 5000 này để tới tay các bác giá bao nhiêu ạ? 430.000 bao ship rồi các bác nhá. Vừa rồi thì em Quỳnh cùng các bác đi vào test về cái dòng loa này rồi. Đấy là em test ở một loa này thôi nha các bác nhá. Còn khi các bác đánh chim ấy chúng ta là ra hai loa. Đó, ra hai loa, ra hai cửa thì tiếng của nó rất là đẳng cấp và rất là ok phải không ạ? Đó. Thì vừa rồi thì em đã cùng các bác đi thẩm để chất định lượng loa rồi. Thì bác nào mà có nhu cầu và quan tâm đến sản phẩm này hãy qua shop ủng hộ cho em nhé. Đối với sản phẩm này thì khách sỉ các bạn muốn lên đơn thì có alo trực tiếp với mình. Và vừa rồi đấy thì các bác đã xem rất là kỹ rồi phải không ạ? Chúng ta đặt hàng thì hãy alo cho em. Đấy các bác nhá. Hàng này là hàng của Trung Quốc nhưng đánh rất là ok và đảm bảo các bác ạ. Nói chung là độ bền cao và giá thành thì rẻ phải không các bác? Mà đánh đạt hiệu quả kinh tế thì tội gì mà chúng ta không mua đúng không ạ? Mua đâu mà chả phải mất tiền thì tội gì mà không ủng hộ cho em gái đúng không các bác? Thì đấy là một cái sản phẩm và ngoài loa HP 5000 này ra thì bên em còn đầy đủ các dòng lưới nhận gia công cho tất cả quý khách hàng luôn. Và ngoài ra còn có cả loa phóng thanh này, loa toa, nói chung là phụ kiện săn bẫy ban ngày
quần áo ong, vân vân để phục vụ tất cả quý khách hàng. Bác nào mà quan tâm sản phẩm nào hãy nhớ ấn vào chữ đăng ký kênh và ấn vào chiếc chuông để nhận được những cái video và những cái thông báo mới nhất của em để đăng tải lên cho tất cả mọi người. Và chào tất cả mọi người, hẹn các bác ở những video lần tới. Xin chào toàn thể mọi người ạ.